2. Phương pháp ánh sáng. Bây giờ chúng ta xem xét sự phát triển kế tiếp và cách phụng sự qua trung gian của phương pháp khác. Chủ đề này rất rộng lớn và có rất nhiều tài liệu được tìm thấy trong mọi kinh sách, các giảng giải trên thế giới và các nghị luận của thần học về chủ đề ánh sáng. Đến nỗi chân lý đơn giản và một vài nguyên tắc cơ bản bị lạc mất trong đám hỗn độn của ngôn từ. Trong các kinh sách khác, tôi có đưa ra nhiều điều liên quan đến đề tài này. Và trong quyển ánh sáng của linh hồn mà tôi viết với sự cộng tác của AAB, có một cố gắng để nêu ra bản chất ánh sáng của linh hồn. Chìa khóa của phương pháp này nằm trong các lời, trong ánh sáng đó chúng ta sẽ thấy được linh quang. Một đoạn đơn giản có các lời lẽ tượng trưng và có vẻ trừu tượng này được viết như sau. Khi vị đệ tử đã thấy được trung tâm chói sáng đó trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng tỏa chiếu của nó, thì bấy giờ y ở vào một vị thế, hay ở vào trạng thái tâm thức. Nếu bạn thích dùng thế, trong đó y trở nên biết được ánh sáng bên trong mọi hình hài và mọi nguyên tử. Thế giới thực tại bên trong vẫn hữu hình đối với y như là chất liệu ánh sáng, một điều khác với thực tại, được khai mở bằng trực giác. Bây giờ y có thể trở nên một kẻ cộng tác hữu hiệu với thiên cơ, bởi vì thế giới ý nghĩa tâm linh trở nên có thực đối với y và y biết được những gì cần làm để xua tan ảo tưởng. Có thể nói rằng tiến trình để đưa ánh sáng vào chỗ tối tâm này đương nhiên có 3 giai đoạn. 1. Giai đoạn mà kẻ sơ cơ và người tìm đạo cố gắng xóa bỏ ảo cảm ra khỏi sự sống của riêng họ bằng cách dùng ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng của tri thức là một tác nhân xua đuổi chính trong các giai đoạn thi hành nhiệm vụ trước kia và loại bỏ một cách có hiệu quả các ảo cảm khác vốn làm cho chân lý xa cách với người tìm đạo. 2. Giai đoạn mà người tìm đạo và đệ tử làm việc với ánh sáng của linh hồn. Đây là ánh sáng của minh triết vốn là kết quả được diễn dịch ra từ kinh nghiệm lâu dài, và ánh sáng này đang tuôn tràn, hòa lẫn với ánh sáng của tri thức. 3. Giai đoạn mà vị đệ tử và điểm đạo đồ hoạt động với ánh sáng của trực giác. Chính nhờ sự trộn lẫn của ánh sáng tri thức, ánh sáng phàm ngã và ánh sáng minh triết, ánh sáng linh hồn mà linh quang mới được nhận thấy, hiểu biết và được đánh giá. Ánh sáng này dập tắt các ánh sáng yếu ớt hơn do tính chất rực rỡ thuần khiết chứa đầy sức mạnh của nó. Thế là bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác. Đây là 3 giai đoạn rõ rệt hay các trạng thái của linh quang duy nhất. Chúng tương ứng với mặt trời hồng trần, tâm của mặt trời và mặt trời tinh thần trung ương. Trong câu cuối cùng này bạn có manh mối và chìa khóa cho mối tương quan giữa con người với Thượng Đế. Các giai đoạn này và các phương pháp tương ứng của chúng thường bị hiểu lầm nếu đạo sinh không nhớ rằng giữa các giai đoạn đó không có ranh giới thực sự nào cả mà luôn luôn chỉ có sự trùng lắp. Một sự phát triển theo chu kỳ và một tiến trình dung hợp làm cho kẻ sơ cơ dễ bị lầm lẫn nhất. Cũng như kết quả của phản ứng nội tại với môi trường chung quanh tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó. Việc khai mở các năng lực mà các phương pháp này dùng để tạo ra cách tiếp xúc với linh hồn và các môi trường tâm linh cũng giống như thế. Mỗi một trong các phương pháp này đều có liên quan đến môi trường mới. Sau rốt mỗi một trong các phương pháp này đều mở mang năng lực trong vị điểm đạo đồ hoặc vị đệ tử có thể được dùng trong việc phụng sự nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao siêu. Mỗi một trong một các phương pháp đều có liên hệ đến các phương pháp khác và mỗi phương pháp đều đưa vị đệ tử vào một mối liên hệ hữu thức với một môi trường mới, các trạng thái ý thức mới và các lĩnh vực phụng sự mới. Thí dụ, 1. Phương pháp của bản lai diện mục, khi được theo đuổi một cách thành công, sẽ giúp cho trực giác tuôn chảy vào và thay thế hoạt động của thể trí suy luận và xua tan ảo tưởng, thay thế ảo tưởng đó bằng các ý tưởng thiêng liêng, tạo thành các quan niệm mà chúng ta gọi là các lý tưởng. Nên nhớ rằng các chân sư chỉ sử dụng thể trí cho hai hoạt động. A. Để giao tiếp với thể trí các đệ tử của các ngài và thu hút người tìm đạo qua trung gian của một khí cụ tương tự với thể trí của đệ tử. B. Để tạo ra các hình tư tưởng trên các cảnh giới cụ thể vốn có thể thể hiện được các ý tưởng thiêng liêng này. Tác nhân hướng dẫn, tức thiên thần của bản lai diện mục, tạo ra năng lực sáng tạo bằng cách này. Và chúng ta gọi đây là kết quả của trực giác ý tưởng hay chân lý, nhận thức và sao chép lại nó. 2. Phương pháp ánh sáng được liên kết chặt chẽ hơn với thể trí và có nghĩa là phương pháp mà nhờ đó sự giác ngộ đang tuôn đổ từ linh hồn, bản chất của linh hồn là ánh sáng. Có thể tỏa chiếu không những các lý tưởng mà còn cả sự sống, các hoàn cảnh và biến cố, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của kinh nghiệm. Khi năng lực để giác ngộ của vị đệ tử được hiểu rõ,
thì đệ tử đã tiến được bước đầu tiên hướng về việc xua tan ảo cảm, và cũng như phương pháp của bản lai diện mục trở nên có hiệu quả trên cõi trí. Phương pháp này cũng tạo ra các năng lực có thể trở nên có hiệu quả trên cõi cảm dục và sau rốt làm tan biến và mất đi cõi đó. 3. Phương pháp điềm nhiên làm mất hiệu lực hay hóa giải chỗ dựa của vật chất trên sự sống, tức là tinh thần, đang tác động trong ba cõi thấp, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. Do đó, liên quan với phương pháp thứ hai này, tôi muốn chọn ra một vài từ ngữ trong Thánh Kinh, dùng từ ngữ ánh sáng thay cho từ ngữ đức tin. Tôi đưa ra cho bạn định nghĩa này: ánh sáng là chất liệu của các sự việc được hy vọng, là bằng chứng của các sự việc không được nhìn thấy. Có lẽ đây là một trong các định nghĩa huyền bí nhất về ánh sáng trên thế giới đã được đưa ra cho đến nay, và ý nghĩa thực sự của nó được dự tính tiết lộ trong hai thế hệ tới đây. Từ ngữ đức tin, faith, là thí dụ lý thú của phương pháp làm cho một số chân lý cổ xưa trở nên mơ hồ, blind, để cho ý nghĩa của chúng không thể được tiết lộ sớm được. Ánh sáng và chất liệu, substance, là các thuật ngữ đồng nghĩa. Linh hồn và ánh sáng cũng giống như thế, và trong sự ngang bằng về ý tưởng này, ánh sáng, chất liệu, linh hồn bạn có chìa khóa đưa đến sự hòa nhập và nhất quán mà Đức Christ biểu lộ rất đầy đủ cho chúng ta trong lúc Ngài sống ở cõi trần. Do đó, khi các đạo sinh và những người tìm đạo đã có được tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn, thì họ chọn một trong các giai đoạn quan trọng đầu tiên hướng đến việc hiểu được ánh sáng và các công dụng của ánh sáng. Tuy nhiên, họ phải thận trọng để không lẫn lộn ánh sáng, mà họ có thể tập trung vào sự sống, hoàn cảnh, biến cố và vào môi trường chung quanh với trực giác. Ánh sáng mà chúng ta bàn đến ở đây chính nó biểu lộ trong ba cõi thấp, cho thấy hình hài và các sắc tướng, phản ứng và các hiệu quả của chúng, ảo cảm và sự thu hút lôi cuốn của chúng, và năng lực để đánh lừa và giam nhốt ý thức của chúng. Ánh sáng được bàn đến là ánh sáng của linh hồn, soi sáng thể trí và mang đến sự thiên khải của thế giới sắc tướng mà sự sống đắm chìm trong đó. Trực giác chẳng có liên quan gì đến bất cứ cõi nào trong ba cõi kinh nghiệm của con người, mà chỉ liên quan đến nhận thức của tam thượng thể tinh thần và liên quan đến thế giới ý tưởng. Trực giác đối với thế giới ý nghĩa cũng giống như thể trí đối với ba cõi kinh nghiệm. Nó tạo ra sự hiểu biết cũng như ánh sáng linh hồn tạo ra tri thức qua trung gian của kinh nghiệm đó. Tri thức không phải là một phản ứng thuần trí tuệ, mà là một điều gì đó được tìm thấy trên mọi cảnh giới và có tính chất bản năng trong một hình thức nào đó trong mọi giới. Điều này có tính chất hiển nhiên. Năm giác quan mang lại tri thức cõi trần, sự nhạy bén tâm linh mang lại tri thức cõi cảm dục, thể trí mang lại nhận thức trí tuệ. Nhưng tất cả ba đều là các trạng thái của ánh sáng tri thức đến từ linh hồn. Khi nó cung cấp tin tức cho các hiện thể biểu lộ của nó trong ba môi trường rộng lớn mà nó chọn để tự giam mình cho các mục tiêu phát triển trên một vòng xoắn ốc cao hơn. Trực giác là biểu lộ ba mặt của tam thượng thể tinh thần. Nếu đặt trực giác liên hệ với các cảnh giới cao của biểu lộ thiêng liêng, đó là một kết quả của sinh hoạt của chân thần, một năng lượng vốn mang theo sự thiên khải của thiên ý. Chính trong cõi giới của thiên khải thiên liêng này mà sau rốt vị đệ tử học cách hoạt động, và trong đó vị điểm đạo đồ hoạt động một cách hữu thức. Đối với kinh nghiệm cao siêu này, sự sống linh hoạt của ba cõi thấp là một biểu lộ lệch lạc, nhưng cũng tạo được nền tảng luyện tập trong đó khả năng để sống cuộc đời của đệ tử điểm đạo có nhận thức trực giác và phụng sự thiên cơ từ từ được phát triển. Các phân biệt này, trong thời gian và không gian, bởi vì mọi sự phân biệt đều là thành phần của đại ảo tưởng, dù là tất yếu và không thể tránh được khi thể trí chi phối, phải được thận trọng xem xét. Các đệ tử sẽ đạt đến một mức trong sự phát triển của họ lúc mà họ sẽ nhận biết, dù cho họ có đang phản ứng với ánh sáng linh hồn hay với nhận thức bằng trực giác của tam thượng thể. Kế đó họ sẽ đi đến mức mà họ sẽ hiểu được nhận thức bằng trực giác đó, như họ thường gọi chỉ là phản ứng của phàm ngã giác ngộ đối với khuynh hướng đồng nhất hóa của tam thượng thể. Nhưng các quan niệm này vượt ngoài sự hiểu biết của thường nhân, bởi vì sự dung hợp, fusion, và sự đồng nhất hóa, identification, huyền đồng, chẳng giống nhau chút nào. Các quy luật cho phương pháp ánh sáng đã được đưa ra một cách thích hợp trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali, với 5 giai đoạn định trí. Thiền định, đại định, giác ngộ và linh hướng đều được minh chứng. Đến lượt chúng, các giai đoạn này phải được diễn ra song song bằng cách tuân theo 5 quy y luật và 5 giới luật. Tôi yêu cầu các bạn nghiên cứu các điều này. Đến phiên chúng, 5 quy luật và 5 giới luật này sẽ tạo ra nhiều kết quả trong sự nhạy bén về tâm linh mà sự giao tiếp với thánh đoàn, sự giác ngộ
phụng sự và giữ giới luật đều được mô tả, và sau rốt là giai đoạn hợp nhất cô lập, vốn là một tên gọi khác thường mà Patanjali dùng để mô tả cuộc sống nội tâm của vị đệ tử điểm đạo. Hầu hết những gì tôi đề cập ở trên đều được mọi người tìm đạo biết rõ, dù họ có nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hoặc có cuộc sống thần bí thực tiễn do các nhà thần bí học như Meister Eckhart và những nhà huyền bí học hiện đại thiên về trí tuệ đưa ra hay không. Những người thuộc hạng sau vượt qua linh thị thần bí bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần bàn rộng về vấn đề này. Chính giai đoạn nhất quán cao siêu mà mọi nhà thần bí chân chính trải qua đã là bằng chứng rồi. Những gì làm chúng ta bận tâm ở đây là làm cách nào để ánh sáng này được nhận biết, đánh giá và sử dụng để xua tan ảo cảm và đưa ra cách phụng sự sâu xa huyền nhiệm cho thế gian. Có thể nói rằng ánh sáng nội tâm giống như ngọn đèn pha, phóng vào thế giới ảo cảm và thế giới tranh chấp của con người do những gì mà một chân sư gọi là cái bệ của linh hồn và ngọn tháp tâm linh hay đèn pha tâm linh. Các thuật ngữ này gợi ra ý tưởng về độ cao và khoảng cách vốn rất đặc trưng cho việc tiến đến huyền nhiệm. Mãnh lực để dùng ánh sáng này như là một tác nhân xua đuổi chỉ đến khi các biểu tượng này bị bỏ đi và người phụng sự bắt đầu tự xem mình như là ánh sáng và như là trung tâm tỏa chiếu. Ở đây có ẩn lý do của các kỹ thuật của môn huyền linh học. Nhà huyền bí học biết rằng trong mọi nguyên tử của xác thân đều có một điểm ánh sáng. Y biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng. Vì trong biết bao nhiêu kỷ nguyên dài, y tiến bước nhờ ánh sáng phát sinh trong các hiện thể của mình, bằng ánh sáng trong chất liệu nguyên tử của xác thân y và do đó được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất. Về sau, y khám phá ra ánh sáng của linh hồn. Sau nữa, y học được cách dung hợp và pha trộn ánh sáng linh hồn và ánh sáng vật chất. Kế đó y tỏa chiếu ra dưới hình thức người mang ánh sáng. Ánh sáng đã tinh lọc của vật chất và ánh sáng của linh hồn được pha trộn và tập trung lại. Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua đuổi ảo cảm cá nhân sẽ dạy cho các đệ tử những giai đoạn đầu của phương pháp sẽ xua tan ảo cảm của nhóm và sau rốt ảo cảm thế giới. Đây là điểm kế tiếp mà chúng ta sẽ bàn đến. Chủ đề mà chúng ta đang bàn đến ánh sáng của linh hồn khi nó xua tan ảo cảm trong ba cõi thấp là đề tài thực tiễn, hữu dụng và cần thiết nhất cho việc nghiên cứu cần có hiện giờ. Nó liên quan đến cõi cảm dục và việc phụng sự được đưa ra lại trở nên tối cần thiết và thật đúng lúc. Việc giải thoát thế giới cá nhân và thế giới nhân loại nói chung, ra khỏi ảo cảm đang bao bọc tất cả, chính ảo cảm này nắm giữ nhân loại trong tình trạng nô lệ, là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước mắt nhân loại vào lúc kết thúc chiến tranh sẽ được phân biệt bằng sự việc nhân loại an trụ vào thể trí và tất nhiên thoát khỏi ảo cảm. Kế đó, trong một thời gian, ảo tưởng sẽ kiềm chế cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn. Ảo tưởng này sẽ tạo ra các kết quả rất là khác nhau đối với những ai chỉ đi theo nó khi con người đang sống và làm việc ở giữa ảo cảm. Đặc tính thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là tiếp cận một cách khoa học với toàn bộ vấn đề ảo cảm mà bấy giờ sẽ được nhận biết đối với những gì hiện hữu và sẽ được xua tan một cách khoa học bằng cách sử dụng các thể trí để giác ngộ của các nhóm đang hoạt động hợp nhất chỉ cho mục đích đó. Do đó đề nghị mà tôi đang đưa ra cho bạn là những người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới chính là năng lực để phụng sự thế gian kiên định. Sau rốt, các nhóm sẽ được tạo thành bởi những người đang hoạt động để làm tan ảo cảm trong các đời sống cá nhân của họ và đang hoạt động như thế, không nhiều để đạt được sự giải thoát riêng của họ, nhưng với mục đích đặc biệt là loại bỏ cõi cảm dục với những ảo cảm đáng kể của cõi đó. Họ sẽ cùng nhau tác động lên một phương diện lớn nào đó của ảo cảm thế gian bằng quyền năng của thể trí cá nhân được giác ngộ của họ. Họ sẽ cùng nhau xoay ngọn đèn pha của thể trí, phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng đồng thời tỏa ra ánh sáng bên trong của riêng nó lên đám sương mù của địa cầu, vì con người đang vấp ngã trong các đám sương mù này. Trong phạm vi được chiếu sáng của ánh sáng tập trung rực rỡ, thực tại sẽ đưa ra thắng lợi. Thật là lý thú khi ghi nhận rằng lời khấn nguyện lâu đời nhất trên thế gian có liên quan đến ba trạng thái của ảo cảm. Và chính vì ba trạng thái này mà ba phương pháp phải được dùng đến để có thể tạo ra sự giải thoát và tiến hóa. Như bạn biết, lời khấn nguyện này ghi như sau: Hỡi Đấng Chí Tôn, xin dẫn dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng, từ cõi giả đến cõi chân, từ cõi tử vong đến cõi bất tử. Câu xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng có liên quan đến thể trí, vì sau rốt, thể này trở nên được soi sáng bằng ánh sáng của trực giác. Việc giác ngộ này xảy ra nhờ phương pháp của bản lai diện mục, từ thực thể này mà ánh sáng tỏa chiếu ra.
Đây là yếu tố trung gian tạo ra sự biến dung của phàm ngã và một trung tâm của ánh sáng rực rỡ trên cõi trí. Câu nói này rất đúng dù cho nói về một cá nhân hay về điểm tập trung ánh sáng vốn được tạo ra bởi sự hợp nhất trí tuệ và sự suy tư sáng suốt của nhân loại đã tiến hóa. Những người này, nhờ năng lực của thể trí hợp nhất của họ, sẽ thành công trong việc giải thoát thế giới ra khỏi một vài trạng thái của đại ảo tưởng. Xin dẫn dắt chúng con từ cõi giả đến cõi chân, câu này có liên hệ đặc biệt với cõi cảm dục và các ảo cảm đang bao quanh mọi vật của cõi này. Các ảo cảm này là tiêu biểu cho cõi giả và hiện ra trước các tù nhân của cõi cảm dục, đưa các tù nhân này tới chỗ nhầm ảo cảm là thực tại. Việc giam nhốt do ảo cảm này có thể kết thúc nhờ hoạt động của phương pháp ánh sáng, được sử dụng bởi những kẻ đang hoạt động trong việc tạo ra nhóm để làm tan ảo cảm và làm hiện ra trong ý thức con người một quan niệm và nhận thức rõ rệt về bản chất của thực tại. Công việc đặc biệt để xua tan ảo cảm này là chủ đề trước mắt của chúng ta. Nó vô cùng quan trọng cho những ai biết được cánh của mở ra hướng tới tương lai mà mọi người phải vượt qua nên bắt đầu tiến hành công việc này. Chỉ như thế, nhân loại mới có thể được trợ giúp để bỏ lại đằng sau các lỗi lầm, các ảo cảm và các thất bại của quá khứ. Chính phương pháp này mới giúp thoát khỏi ảo cảm và có thể biến đổi cách sống của con người, và nhờ thế mới mang lại nền văn minh và văn hóa mới. Việc xua tan ảo tưởng có thể được các đệ tử tiến hành khắp nơi trên hành tinh, được những người tìm đạo trên thế giới trợ giúp. Tuy nhiên, trước tiên đó sẽ là công việc của những người mà tiêu điểm chung của họ giúp cho cách sống cảm dục trở thành đường lối ít bị đối kháng nhất, và những kẻ đã học được hay đang học cách chế ngự ảo cảm bằng sức mạnh của tư tưởng và ánh sáng của trí tuệ. Đây là những người thuộc cung 6 trong trường hợp thứ nhất, được trợ giúp bởi những người tìm đạo và các đệ tử thuộc cung 2 và cung 4. Theo thời gian và không gian, nhiệm vụ này trước tiên sẽ được thiết lập và kiểm soát trong việc tạo thành nhóm chỉ bởi những người tìm đạo mà cung linh hồn hoặc cung phàm ngã là cung 6, hoặc bởi những người mà thể cảm dục của họ do cung 6 chi phối. Khi họ hiểu rõ bản chất của công việc phải làm và chấp nhận một cách nhiệt thành phương pháp ánh sáng trong việc phụng sự nhân loại, thì công việc của họ sẽ được hoàn tất nhờ các đệ tử thuộc cung 2, đang tụ tập trong các huyền viện của các chân sư có thu nhận đệ tử. Sau rốt, công việc do hai nhóm này đảm nhận sẽ được tiết lộ, và vào một ngày giờ muộn hơn nhiều, bởi những người tìm đạo và các đệ tử. Tức là những người sẽ dấn thân vào hoạt động cảm dục khi cung 4 bắt đầu biểu lộ trở lại. Do đó, việc xua tan ảo cảm được tiến hành bởi những người xuất lộ theo các đường lối năng lượng biểu hiện cho các cung 2, 4 và 6. Tôi xin nhấn mạnh điều này vì các đệ tử thường đảm nhận các nhiệm vụ mà họ đặc biệt không thích hợp và các cung của họ không giúp được họ hoàn thành nhiệm vụ, mà đôi khi còn làm trở ngại cho việc hoàn thành đó nữa. Toàn bộ chủ đề có liên quan tới tâm thức, tới trạng thái thứ hai và liên quan với các hình thức, nhờ đó nhân loại trở nên ngày càng hiểu biết hơn. Ảo cảm được tạo ra bởi việc nhận biết những gì mà chính con người đã tạo ra, và như có nói về mặt huyền linh, con người chỉ biết được thực tại khi đã hủy diệt được những gì mà chính con người đã tạo ra. Các hình thức này thuộc hai nhóm chính. 1. Các hình thức này có cội nguồn rất xa xăm và vốn là kết quả của hoạt động, cách suy tư và lầm lạc của nhân loại. Chúng bao gồm mọi hình thức mà bản chất ham muốn của nhân loại đã tạo ra suốt bao thời đại, và lấy chất liệu mờ ảo của ảo cảm mờ ảo theo khía cạnh cõi trần, nhưng dày đặc theo khía cạnh của cõi cảm dục. Chúng là những gì mang lại động cơ thúc đẩy đằng sau mọi nỗ lực và hoạt động trên cõi giới bên ngoài khi con người toan tính làm thỏa mãn lòng ham muốn. Theo các hình thức này, người tìm đạo cá biệt bao giờ cũng phải loại bỏ chính mình, vươn lên sau khi làm như thế qua cái cổng mà chúng ta gọi là cuộc điểm đạo thứ hai, tiến vào một tâm thức rộng lớn hơn.